Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vừa tiến hành bắt bị can Trần Văn Luân, sinh năm 1986, trú huyện Kim Thành, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 2-3 tháng trở lại đây, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập hành hạ chị Bùi Thị Tuyết Giao, sinh năm 1987, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật trên cơ thể của chị Giao là 29%. Được biết, trước khi kết hôn với chị Giao, Luân đã có 2 đời vợ và 7 người con. Chị Giao có 2 đời chồng đã ly hôn. Năm 2021, Luân và Giao gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi quyết định đi đến kết hôn và chuyển về sống chung với nhau tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Tuy nhiên, thời gian sống chung cùng nhau giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Luân thường xuyên hành hạ, đánh đập chị Giao. Luân và chị Giao đã có một con chung, hiện chị Giao đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng.